Nhếp ảnh gia dành 10 năm đi hết mọi nẻo đường tổ quốc. Alex Ruciu, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, người dành suốt 10 năm cuộc đời để đi khám phá mọi nẻo đường, leo từng con núi, gặp gỡ người dân bản địa tại đất nước Romania xinh đẹp. Để thực hiện bộ ảnh này, tôi đã lựa chọn nhiều phương pháp, bao gồm chụp ảnh cho đến hậu kỳ ảnh, tất cả đều khác nhau, nhằm biểu đạt được những cảm xúc, tâm trạng mà tôi dành cho từng mảnh đất khác nhau không quá khó để thấy rằng tại sao cảnh quan đẹp như tranh vẽ tại xứ Transylvania lại khơi dậy trí tưởng tượng của rất nhiều nhà văn, nhà thơ đến thế. Mọi thứ từ các nhà thờ kiên cố được xây dựng theo kiến trúc của người Transylvania sắc sông, đồng cỏ trên núi, cho tới các ngôi làng du mục hẻo lánh với phương tiện chính là bò và xe kéo. Mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp đầy hoang sơ, nhưng không kém phần cổ kính. Thành quả sau hơn 10 năm tìm tòi, khám phá của Alex đã được đền đáp xứng đáng bởi giải thưởng Sony World Photography Award 2019. Cách đây ít tuần, Alex đồng thời cũng được trao tặng danh hiệu quốc gia đại sứ du lịch vì những đóng góp của mình. Dưới đây, mời bạn đọc cùng thưởng thức những tấm ảnh đẹp nhất được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng người gốc Romania này. Nguyễn Nguyễn